Ngày 18 tháng 6 năm 2020, trong chiến thắng 3-0 của Real Madrid trước Valencia, một cầu thủ trẻ tuổi vô danh đến từ Hàn Quốc đã có một hành động gan trời. Đó là đá vào chân của một trong những trung vệ đầu gấu nhất, Sergio Ramos, không chỉ một mà đến tận 3 lần. Cầu thủ trẻ đó là Lee Kang-in. Trọng tài Jose Martinez ngay lập tức rút ra một tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho tiền đạo người Hàn Quốc, bởi ông biết rằng đó là cách duy nhất để khiến cho chàng trai trẻ đó bảo toàn được tính mạng trước cơn giận dữ kịp bùng cháy bên trong Ramos. Thế nhưng ít ai ngờ rằng tấm thẻ đó của vị trọng tài người Tây Ban Nha đã vô tình bảo vệ Lee Kang-in, biến anh sau này trở thành một cầu thủ hung hăng, cộc tính, thường xuyên chửi thề và có những hành động vô lễ với những bậc tiền bối. Và cho đến hiện tại, sau sự cố bóng bàn, ai cũng thấy rõ nhân cách của cầu thủ sinh năm 2001 tệ như thế nào. Vậy liệu sẽ có những cái kết nào đang chờ đợi Lee Kang-in phải trả giá? Những ngày vừa qua, người dân tại Hàn Quốc được một phen chấn động khi chứng kiến những drama nội bộ tại đội tuyển quốc gia. Lee Kang-in đã có lời qua tiếng lại với đội trưởng Son Heung-min. Mọi thứ xuất phát từ câu chuyện Heung-min cảm thấy không hài lòng khi Kang-in cùng một số cầu thủ khác chơi bóng bàn gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến không khí của bữa ăn nhằm gắn kết toàn đội trước thềm trận bán kết gặp Jordan. Cả hai tranh cãi nảy lửa và dẫn đến một cuộc ẩu đả. Hệ quả, Heung-min bị chấn thương ở ngón tay, còn Hàn Quốc thì cũng đã bị loại. Khi thông tin về cuộc ẩu đả bị phanh phui ra trước công chúng, dĩ nhiên Kang-in là người phải hứng chịu những lời chỉ trích nhiều nhất. Bởi đơn giản, Hàn Quốc là một đất nước rất coi trọng lễ nghĩa, cũng như mối quan hệ senpai, hubei, tiền bối, hậu bối. Nếu như bạn là một người yêu mến văn hóa Hàn Quốc, hâm mộ K-pop cũng như làn sóng Hallyu, hay đơn giản là chỉ thường xuyên theo dõi các chương trình truyền hình hay những bộ phim Hàn Quốc, chúng ta cũng có thể dễ dàng hiểu rằng vì sao Kang-in lại bị chỉ trích thậm tệ đến như vậy. Ở Hàn, dù cho là bất kỳ ngành nghề nào, cho dù bạn lớn tuổi nhưng thâm niên kinh nghiệm làm nghề của bạn ít hơn, bắt đầu công việc đó trễ hơn người đối diện, cho dù chênh lệch 1-2 tuổi nhưng bạn vẫn phải luôn dành một sự tôn trọng nhất định cho người được xem là tiền bối. Với những người nổi tiếng, hay cụ thể hơn là các idol, thì điều này lại càng dễ bị cánh báo chí, các ống kính truyền thông hay cư dân mạng soi mói. Đã không ít lần, chúng ta chứng kiến các sao Hàn bị tẩy chay và phải xin lỗi khi bị tố vô lễ hay đơn giản chỉ là không cúi đầu chào hay không nhường ghế cho những bậc tiền bối. Và với trường hợp của Lee Kang-in thì mọi thứ lại càng đặc biệt nghiêm trọng hơn. Hiện tại, hashtag và cụm từ khóa Lee Kang-out đã liên tục xuất hiện và đứng đầu trong danh sách tìm kiếm trên mạng xã hội Hàn Quốc. Theo khảo sát của tờ Chosun, có hơn 80% người tham gia muốn tẩy chay cầu thủ sinh năm 2001 và không muốn tiếp tục nhìn thấy mặt anh xuất hiện tại đội tuyển quốc gia trong tương lai. Vài ngày qua, netizen Hàn đã không ngừng công kích, chỉ trích, để lại những bình luận rất giận dữ và cũng có thể đến mức là ác ý trên các tài khoản mạng xã hội của Kang-in. Thậm chí, họ còn kêu gọi tẩy chay tất cả những nhãn hàng tài trợ cũng như để cầu thủ này làm gương mặt đại diện. Một trong những đơn vị nổ phát súng đầu tiên đó chính là KT Corp, một trong những công ty viễn thông lớn nhất Hàn Quốc, đã quyết định tạm dừng những chiến dịch quảng cáo có sự góp mặt của ngôi sao đã khoác áo PSG, đồng thời đánh giá lại hợp đồng tài trợ thời hạn 6 năm mà hãng viễn thông này đã ký kết với Kang-in sau khi cầu thủ sinh năm 2001 giành được quả bóng vàng tại FIFA U20 World Cup 2019. Và chỉ mới một tháng trước đây thôi, Kang-in đã được gia hạn hợp đồng ngay sau trận đấu đầu tiên của Hàn Quốc gặp Bahrain tại vòng bảng Asian Cup. Thế nhưng giờ đây, KT Corp đã đột ngột gỡ bỏ các áp phích quảng cáo với Kang-in làm người mẫu đại diện cho dòng điện thoại Samsung Galaxy S24 khỏi tất cả các đại lý và điểm bán hàng trên toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc sớm hơn một ngày, trong khi chương trình này vốn dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 17 tháng 2. Ngoài ra, các thương hiệu đồ ăn, công ty viễn thông, công ty game cũng tháo gỡ tất cả những thứ có liên quan đến hình ảnh của Kang-in. Vì Kang-in đã dính phải một tai tiếng khó có thể tha thứ, nên chắc chắn anh sẽ phải dành một khoản tiền lớn để bồi thường cho các hợp đồng thương mại. Trong lịch sử của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, chúng ta đã không ít lần chứng kiến các sao Hàn phải thân bại danh liệt khi dính vào scandal. Vào thời điểm cuối năm 2023, khi mà Lee Sun-kyun, một diễn viên nổi tiếng của bộ phim Ký sinh trùng, dính phải bê bối sử dụng ma túy, sự nghiệp của nam tài tử gần như không thể cứu vãn được nữa, dẫn đến việc ngôi sao sinh năm 1975 phải tự tử vì trầm cảm do không chịu nổi áp lực từ dư luận. Hiện tại, theo ghi nhận của The Quip, Lee Kang-in vẫn tỏ ra bình thản, thoải mái vui đùa cùng với các đồng đội của mình khi trở lại PSG và không hề có dấu hiệu cho thấy cầu thủ sinh năm 2001 tỏ ra lo lắng sau bê bối ẩu đả với người đàn anh.
Thế nhưng Karim cũng nên cảm thấy sợ dần đi là vừa, khi chính anh cũng đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu bán áo đấu của PSG. Trang Le Temps Sport mô tả rằng áo đấu của Karim bị sụt giảm số lượng nghiêm trọng, trong khi chỉ mới vừa tháng trước, tiền vệ người Hàn Quốc sở hữu doanh thu bán áo đấu cao nhất tại PSG, thậm chí còn vượt mặt cả Mbappe, Dembele hay những chiếc áo đấu mùa trước của Messi. Chưa dừng lại ở đó, cầu thủ sinh năm 2001 đã bất ngờ bị huấn luyện viên Luis Enrique gạch tên khỏi đội hình xuất phát trong trận lượt đi trước Real Sociedad tại vòng 1/8 Champions League kể từ sau khi trở về từ AZ Cup. Bất chấp, Luis Enrique giải thích rằng cầu thủ này đang gặp vấn đề về dạ dày và không liên quan gì đến sự cố của anh tại AZ Cup. Ở quê nhà, chắc chắn cả Karim lẫn Heung-min sẽ phải nhận án phạt nội bộ bởi những màn cãi vã là điều thường thấy trong bóng đá. Nhưng một khi đã có những va chạm vật lý thì chắc chắn sự việc đó đã ở một mức độ nghiêm trọng hơn. Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc vẫn chưa đưa ra án phạt, nhưng đã có một người đã phải trực tiếp chịu ảnh hưởng, đó là huấn luyện viên Jürgen Klinsmann. Huấn luyện viên người Đức đã chính thức bị sa thải sau thất bại đáng quê tại Asian Cup vừa qua. Và sự cố giữa Karim và Heung-min chính là giọt nước tràn ly. Bởi vì là một người có thẩm quyền, nhưng Klinsmann đã không đứng ra dàn xếp và tỏ ra thiếu năng lực cũng như trách nhiệm trong việc quản lý đội bóng. Về số phận của Karim và Heung-min trong mùa áo đội tuyển quốc gia, chủ tịch liên đoàn Chung Mong-gyu cho biết: "Chúng tôi đã xem xét những quy định về hình thức kỷ luật, nhưng có lẽ hình phạt duy nhất cho hành động xô xát là không triệu tập trong tương lai. Nếu sau này bổ nhiệm huấn luyện viên mới, ông ta sẽ là người trực tiếp thảo luận kỹ hơn về vấn đề này." Tuy nhiên, với trường hợp của Lee Kang-in, cơ hội dường như đã khép lại với anh và giấc mộng trở thành trụ cột của đội tuyển Hàn Quốc đã tan thành mây khói. Nhiều chuyên gia và cựu cầu thủ đội tuyển Hàn Quốc cũng đã lên tiếng chỉ trích ngôi sao đang khoác áo PSG. Thậm chí tờ Korea Jongang Daily còn tiết lộ Karim gần như đã mất điểm hoàn toàn trong mắt những người đồng đội ở quê nhà. Nhiều cầu thủ của đội tuyển Hàn Quốc cũng bực tức trước sự việc này, đặc biệt hơn là Karim vẫn ra sân thi đấu như chưa có gì xảy ra. Nhóm cầu thủ này tuyên bố họ sẵn sàng bỏ đội tuyển Hàn Quốc trong tương lai nếu như Karim vẫn được triệu tập. Từ một trong những tài năng trẻ đầy triển vọng của bóng đá xứ sở Kim Chi, tương lai của Karim kể từ sau sự cố bóng bàn đã trở nên vô định, mông lung như một ngọn nến le lói hiu hắt trước một ngọn gió có thể dập tắt bất kỳ lúc nào. Và dường như ngay vào lúc này, chắc có lẽ chỉ có ngược dòng thời gian quay trở về quá khứ để sửa đổi nó thì may ra mới có thể thay đổi được số phận của Lee Kang-in mà thôi.